Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, trong quá trình thi công cải tạo đường và hệ thống thoát nước tại ngõ 167 Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, nhóm công nhân phát hiện nhiều tiểu quách bên trong có hải cốt. Theo người dân sinh sống tại đây, Khoảng 2 tuần trước đó, một nhóm công nhân đang thi công hạ tầng đào hầm thoát nước thì đã phát hiện khoảng 150 tiểu quách, bên trong có chứa hài cốt. Ngay sau khi phát hiện những bộ hài cốt, nhóm công nhân được chỉ đạo tạm dừng, tập hợp những bộ hài cốt vào tiểu mới chờ chính quyền địa phương đến giải quyết. Những bộ hài cốt được phát hiện ở độ sâu khoảng 1 mét so với mặt đường. Toàn bộ số hài cốt phát hiện được đã chuyển sang các tiểu mới, tập kết gọn tại một khu, che bạt, tránh sự hiếu kỳ của người dân. Một người dân cho hay, Đến nay vẫn chưa có phương án di chuyển 150 bộ hài cốt trên. Ở đây người dân cũng từng phát hiện hài cốt trong quá trình thi công xây dựng nhà. Trước kia có nhà đào móng cũng phát hiện mấy chục mộ vô danh. Đại diện phường Quang Trung, đồng Đa Hà Nội cho biết, toàn bộ số tiểu vô danh được phát hiện đang được làm các thủ tục cần thiết để di chuyển về nghĩa trang yên kỳ của thành phố. Ngày 20 tháng 11 năm 2024, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an có thư khen gửi công an thành phố Hà Nội về thành tích đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân, phong tỏa số tài sản trị giá hơn 2.000 tỷ đồng. Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an thành phố Hồ Chí Minh đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân với thủ đoạn kêu gọi đầu tư trên các sàn giao dịch ngoại hối chứng khoán, cổ phiếu trái phép. Cơ quan công an đã khởi tố 18 bị can, tạm giữ 280 máy tính, 20 ô tô, tịch thu phong tỏa tài sản trị giá hơn 2.000 tỷ đồng. Nội dung thư khen nêu, đây là thành tích xuất sắc, thể hiện sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và sự mưu trí sắc bén về nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội trong triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Kết quả đấu tranh chuyên án đã phản ánh sự phối hợp tích cực, hiệu quả giữa công an địa phương với các đơn vị nghiệp vụ của bộ, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình an ninh trật tự và củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang biểu dương thành tích của các cán bộ, chiến sĩ. Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án củng cố tài liệu, chứng cứ, đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định. Thời gian gần đây, có một số thông tin về việc các cán bộ, giáo viên, trường trung học cơ sở Lê Văn Tám, xã Pier, huyện Trư Prong, tỉnh Gia Lai bị nợ lương, chậm lương tháng 11 năm 2024. Nguyên nhân của tình trạng này xuất phát từ việc hiệu trưởng nhà trường không đi làm, nên không có người ký xác nhận các giấy tờ liên quan để thanh toán lương. Trước đó, trong quá trình thanh tra, Việc quản lý sử dụng các nguồn kinh phí tại trường trung học cơ sở Lê Văn Tám giai đoạn 2022-2023, thanh tra huyện Trực Đông xác định trường trung học cơ sở Lê Văn Tám đã chi một số nội dung trái quy định. Cụ thể, trường trung học cơ sở Lê Văn Tám đã chi sai gần 15 triệu đồng tiền thừa giờ cho giáo viên, hơn 16 triệu đồng tiền hỗ trợ chi phí học tập và 2 triệu đồng tiền học phí năm học 2022-2023. Ngoài việc yêu cầu trường trung học cơ sở Lê Văn Tám nộp lại số tiền chi sai nói trên. Thanh tra huyện Trư Prong cũng chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Trư Prong để xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Sau khi vụ việc được phát hiện, để phục vụ công tác điều tra, ngày 5 tháng 9 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trư Prong đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Đoàn Hữu Khuê, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám. Mọi công việc tại trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám được giao lại cho ông Lê Văn Ban, phó hiệu trưởng quản lý. Đến ngày 25 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chư Prong ban hành quyết định gia hạn tạm đình chỉ thêm 15 ngày đối với ông Đoàn Hữu Khuê kể từ ngày 26 tháng 9. Theo quyết định này, bắt đầu từ ngày 17 tháng 10, ông Đoàn Hữu Khuê phải có mặt tại đơn vị để tiếp tục quản lý, điều hành hoạt động. Tuy nhiên, sau khi hết thời gian đình chỉ công tác, ông Khuê không trở lại trường làm việc, phó hiệu trưởng nhà trường cũng đã hết thời gian được giao quyền. Do vậy, rất nhiều công việc bị ngưng trệ. Trong đó có việc thanh toán lương tháng 11 của 17 cán bộ giáo viên và nhân viên nhà trường vẫn chưa được chi trả. Để giải quyết các công việc của đơn vị, nhà trường đã liên lạc qua điện thoại nhưng ông Khuê chỉ báo đang bận, sau đó cũng không đến trường làm việc. Ông Lê Văn Ban, Phó hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám cho biết, theo quy chế, việc thanh toán lương cho cán bộ giáo viên nhà trường sẽ được thực hiện từ ngày mùng 5 đến ngày 15 hàng tháng. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, cán bộ giáo viên nhà trường chưa nhận được lương. Cũng theo Phó hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám, nhà trường có 907 học sinh, chia làm 18 lớp học, toàn trường có 21 cán bộ giáo viên phụ trách quản lý và giảng dạy. Hiện nhà trường đang thiếu 20 biên chế so với chỉ tiêu biên chế được giao năm 2024. Ông Ban nói, thiếu biên chế nên áp lực công việc của các giáo viên là rất lớn, giờ thêm chậm lương nên giáo viên khá lo lắng. Nhà trường đã báo cáo lên cấp trên và mong muốn được giải quyết lương sớm cho giáo viên. Ngày 20 tháng 11 năm 2024, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Thành Đạt, cựu trung úy công an quận 11 thành phố Hồ Chí Minh 12 năm tù về tội dùng nhục hình, 1 năm tù về tội thiếu trách nhiệm để người bị tạm giam trốn, tổng hình phạt là 13 năm tù. Nạn nhân là ông Triệu Quang Bình, 53 tuổi. Với vai trò đồng phạm, bị cáo Quách Bảo Lâm bị tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù, bị cáo Lữ Hoài Thanh bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù cùng về tội dùng nhục hình. Ngoài ra, hội đồng xét xử còn kiến nghị giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh xem xét xử lý trách nhiệm trên cơ sở các quy định pháp luật đối với một số cá nhân tại nhà tạm giữ, trực camera cảnh sát bảo vệ nhằm tránh bỏ lọt người phạm tội. Khai với hội đồng xét xử, Đạt và các bị cáo thừa nhận hành vi của mình là sai, tỏ ra ăn năn hối cải. Cựu quản giáo khai, thời điểm đó ông Bình liên tục quậy phá la hét tại nhà tạm giữ, đòi ra ngoài, gây mất trật tự và đi vệ sinh rồi bôi bẩn lên tường, khiến các phạm nhân giam chung phòng bức xúc. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, ngày 24 tháng 2 năm 2022, ông Bình đến công an quận Bình Thạnh đầu thú về tội trộm cắp tài sản. Lúc này dịch Covid-19 còn nghiêm trọng. Theo quy định, ông Bình được đưa vào cách ly y tế tại buồng tạm giam B5, nhà tạm giữ công an quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Theo phân công, Đạt là tổ trưởng trực quản giáo, ca trực từ sáng 26 tháng 2 năm 2022 đến sáng hôm sau. Do ông Bình có biểu hiện bất thường, quậy phá trong buồng giam, nên đêm hôm đó, Đạt đã ba lần tự ý trích xuất các phạm nhân đang thi hành án ra khỏi buồng giam để hỗ trợ mình giải quyết vụ việc. Đạt cũng ba lần tự ý đưa ông Bình ra khỏi buồng giam để nhắc nhở giáo dục, dùng gậy cao su tấn công liên tiếp vào đầu, người Ông Bình tiếp tục la hét quậy phá, đạt đưa ra hành lang để quách Bảo Lâm và Lữ Hoài Thanh hành hung gây thương tích. Chiều 27 tháng 2 năm 2022, qua giám sát hệ thống camera tại buồng D9, cán bộ nhà tạm giữ phát hiện ông Bình nằm bất động dưới nền nhà nên báo chỉ huy thăm khám. Cán bộ y tế xác định ông Bình có nhịp tim chậm và khó thở, đưa đi cấp cứu nhưng ông này đã thiệt mạng. Nhà chức trách xác định đạt, Lâm và Thanh đã nhiều lần hành hung ông Bình, mỗi lần cách nhau khoảng 1 giờ sau đó để một mình nạn nhân tại buồng giam. Kết quả giám định kết luận, ông Bình mất mạng do suy hô hấp, phù phổi cấp, cơ thể đa chấn thương. Sáng ngày 21 tháng 11 năm 2024, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã giải quyết nguồn tin về tội phạm của ông VDL và công dân ở huyện Yên Thành, tố giác vợ chồng ông Nguyễn Vĩnh Tám và bà Đậu Thị Nhâm, ngụ xã Công Thành, huyện Yên Thành, chủ doanh nghiệp tư nhân phòng bạc Tám Nhâm, có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động tiền gửi tiết kiệm bằng số tiết kiệm với lãi suất 9,6% một năm. Tuy nhiên, đến thời hạn trả lại tiền gốc và tiền lãi mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng vợ chồng ông Tám cố tình không trả nhằm chiếm đoạt tài sản. Vụ việc xảy ra vào năm 2015, 2016 tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An thông báo cho người dân ai là người đã gửi tiền thông qua hình thức gửi sổ tiết kiệm tại doanh nghiệp tư nhân Vàng bạc Tám Nhâm chưa trả lại đủ số tiền gốc gửi tiết kiệm đến công an huyện Yên Thành và cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An để gửi đơn tố giác về tội phạm và làm việc ghi lời khai. Trước đó, trong đơn kêu cứu khẩn cấp gửi các cơ quan chức năng huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An, người dân ở các xã Công Thành, Mỹ Thành, Đại Thành, Khánh Thành trình bày từ năm 2017 trở về trước do tin tưởng cửa hàng kinh doanh vàng bạc Tám Nhâm huy động vốn với lãi suất cao nên họ gửi tiền và được chủ tiệm vàng trao lại sổ tiết kiệm. Tuy nhiên, đến hạn, người dân rút tiền ghi trong sổ tiết kiệm thì chủ tiệm vàng này tuyên bố vỡ nợ. Thời điểm đó, một số người dân được tiệm vàng trả lại tiền. Giữa từ năm 2017 đến nay, nhiều người dân không đòi được tiền gốc và lãi đã gửi vào tiệm vàng, với tổng số tiền lên đến gần 10 tỷ đồng. Theo đó, điểm chung của các sổ tiết kiệm mà tiệm vàng tám nhâm đưa cho người dân đều không có số sổ. Nội dung bên trong là quỹ tiết kiệm đóng dấu đỏ của doanh nghiệp kèm thông tin của khách hàng gửi, lãi suất kỳ hạn. Thời điểm đó, ông Nguyễn Vĩnh Tám, chủ doanh nghiệp tư nhân Tám Nhâm cho rằng ông cũng là bị hại trong vụ việc này. Theo ông Tám, doanh nghiệp của ông kinh doanh nhiều ngành nghề, tích góp được số tiền gần 20 tỷ đồng trước khi mở tiệm vàng vào năm 2016. Thấy doanh nghiệp vợ chồng ông làm ăn uy tín, nên một số người dân đưa tiền đến gửi lấy lãi do lãi suất của vợ chồng ông trả cao hơn lãi suất từ ngân hàng, trích lệch khoảng 3% một năm. Do một số cá nhân khác vay từ vợ chồng ông vỡ nợ, bỏ trốn dẫn đến việc doanh nghiệp của ông mất khả năng thanh khoản, với số tiền huy động vốn từ người dân hơn 33 tỷ đồng. Gia đình ông đã bán tài sản đất đai khắc phục trả lại cho 196 người với số tiền hơn 22 tỷ đồng và vẫn còn nợ người dân khoảng hơn 9 tỷ đồng. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An, đối chiếu với giấy phép hoạt động của doanh nghiệp Tám Nhâm vào năm 2005, cho thấy doanh nghiệp này không được cấp phép trong hoạt động ngân hàng. Do vậy, doanh nghiệp này phát hành sổ tiết kiệm, huy động tiền gửi trong dân là trái phép. Vậy lý do vì sao tiệm vàng lại mở sổ tiết kiệm giống như ngân hàng? Ông Tám giải thích thời điểm đó, một số tiệm vàng khác trong vùng cũng mở sổ tiết kiệm như vậy, nên doanh nghiệp in sổ tiết kiệm đưa cho người dân để giữ uy tín